Rồi, Dụng Cụ 24 xin chào các bạn và chào anh em chú bác toàn quốc ha, gần xa đã quan tâm đến Dụng Cụ 24. Thì trong cái video này, Dụng Cụ 24 xin phép được giới thiệu với anh em ba cái sản phẩm, bốn sản phẩm chứ, bốn sản phẩm mới vừa được cập nhật bên Dụng Cụ 24. Thì thật ra thì cái này nó không phải là mới, Dụng Cụ 24 đã từng có những cái video giới thiệu về những cái cành, nhưng mà đây là cái thương hiệu mới. Không phải là mới với Nhật ha. Thì cái thương hiệu này nó cũng có cái tuổi đời rất là lâu rồi. Một cái tên gọi đó là Mimetsu. Cái tên đó, cái tên là Mimetsu. Còn công ty là tên của công ty là Kaneshika. Kaneshika. Với cái thương hiệu, lấy cái tên, cái thương hiệu á của cái nhãn hàng á, đây là cái nhãn hàng là Mimetsu đó. Thì hôm nay Dụng Cụ 24 giới thiệu với anh em có ba cái kéo mới về, và cái kéo này là cái kéo carton, còn đây là kéo dùng chơi kiển ha. Nó được sản xuất thủ công 100%, được những cái công ty như là có truyền thống lâu năm sản xuất bằng tay ha anh em, là nó bằng rèn thủ công. Trước tiên là cái kéo cắt cành, một trong những cái kéo mà anh em sử dụng nhiều nhất. Thì có một anh mới vừa lại đến cửa hàng á, thì xem cái kéo này xong rồi nó mê, quá mê. Mới mua đơn hàng đâu 2 triệu mấy. Thì tính cầm cái đơn, nằm cầm cái kéo này lên nó quá trời đã. Cái tay cầm á, cái tay cầm lên, cầm lên cái là biết là kéo xịn liền đó. Cái lò xo của nó ha, kéo xịn á, cái lò xo nó không có quá cứng, đặc biệt cái kéo xịn, lò xo không quá cứng, cầm chúng ta cắt nó không có cảm giác mỏi tay ha. Và lưỡi kéo mài em thấy là mài rất là sắc, sắc bén mà nó bóng soi rương được luôn. Cái lưỡi này mày nếu mà chúng ta tháo ra 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 chúng ta cạo râu được á ha. Đây, cái này dấu mộc của thương hiệu Mimetsu, Mimetsu ha. Anh em nào dành về cái này hoặc là có bạn bè, thật ra thì những cái kéo này á, anh em không tin tưởng á ha, thì cứ hỏi bạn bè. Thì thật ra mình bán đây, cái có nhiều anh em biết mình, cũng có nhiều người biết, và những anh em đó người ta cũng có cái mối quan hệ giữa mình với một cái bạn bè Nhật Bản á chẳng hạn. Thì khi ta nhìn vô cái hiệu này là người ta biết ngay đây là kéo xịn hay kéo dởm ha. Đó thì ở đây với kéo, dòng kéo Mimetsu này chiều dài của nó là 200 mm, 200 mm phải không ta? Lấy thước đo lại cho chắc ăn, sợ nó dài hơn nữa chứ. Để lấy cái thước đo lại cái kéo, đây mình đo lại cái kéo này cho chính xác. Đúng rồi, chiều dài 200 mm, 200 mm ha. Kéo cắt cành nội địa Nhật của thương hiệu Mimetsu, một thương hiệu cũng khá là lâu đời, nó cũng khoảng là 70-80 năm tuổi đó. Hôm trước mình có cái video mình có giới thiệu sơ ngang về cái thương hiệu này đó, Mimetsu ha. Đây cho anh em nhìn lại, đẹp lắm. Làm thì khỏi chê rồi, thấy không? Rồi, thì cái kéo này có mức giá là 1 triệu 2, 1 triệu 2 cho sản phẩm này. MT002. Em nhắn là cái mã là MT002 với giá là 1 triệu 2 cho sản phẩm kéo cắt cành ha, kéo cắt cành xịn. Đây là những cái này á, là nó được là làm tại ngay chân công ty của nó luôn. Nè. Còn có một số thí dụ như hãng Fujiya chẳng hạn thì nó chỉ là một cái OEM thôi, tức là nó sẽ đi đặt đặt hàng thôi, chứ nó không phải là chính hãng gốc, tức là chính gốc của những cái công ty này nó sản xuất. MT002 1.250.000 ha, nhầm giá báo nãy giờ báo lộn rồi nha, 1.250.000. Đây MT002. Tiếp tục là một cái bao bì, nó nhìn nó đẹp quá anh em, nhìn cái thấy cái là mùa, thấy mùa xuân liền, nhìn cái là thấy mùa xuân. Thì đây mình có hai cái kéo bướm, cái con bướm. Thì không biết là anh em có thắc mắc cái kéo cánh bướm này
giữa một cái cây nó miệng miệng dài và một cây miệng ngắn không? Đây, hai cây, hai cây này miệng ngắn, cây này miệng dài. Cây miệng dài thì cái mỏ nó sẽ nhọn hơn nè, thấy không? Hai cây đều là cánh bướm, nhưng mà hai cây này nó có hai chức năng khác nhau, nhưng thực chất đó thì mình thấy nó cũng cũng giống nhau một tí xíu thôi. Anh em sử dụng hai cây này cũng giống nhau thôi, tại vì cái ông Nhật Bản này ông vẽ vời thêm vậy thôi chứ nó cũng giống nhau thôi. Tức là cây kéo mà miệng nhọn á là dùng để cắt những cái nhánh hoa ha, tức là những cái, nói chung là những cái nhánh mà nó thân thân mềm mà mọng nước đó, giống như là nhánh hoa hoặc là một cái rau, cái cọng rau chẳng hạn ha. Thì này nó sẽ là cái sự công dụng của nó. Nhưng mà anh em nhớ cắt cành vẫn được, tức là này là dùng cho bên ngành lan chẳng hạn, hoặc là những anh em ngành hoa ở Đà Lạt cho đó thì sử dụng cái kéo này. Còn ở đây là cái kéo này là nó ngắn hơn, là nó sử dụng cắt cắt cành ha, cắt cành cây, tức là chơi bonsai, chơi bonsai. Nói chung là hai cái kéo này đều là làm kiểng hết nè, bonsai nè, hình bonsai nè. Cái bao bì nhìn cái màu xanh với cái màu hồng nhìn nó đẹp dễ thương quá, nhìn cái thấy thấy Tết tới nơi. Cái này kích thước của nó là 165 160 ha, còn cái bên đây là 180 180. Cây 160 thì giá của nó là 560 ngàn. Đây là hàng hàng chính hãng, hàng xịn luôn đây nè. Hôm trước là mình bán cái cây kia là hàng nó giá nó bình dân, giá cấp thấp. Còn cái này là, cây này là xịn hơn nè, 560 ngàn. MT003 560. Còn này MT004 565 ngàn. 565 ngàn ha. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển, chưa phí ship. Tiếp tục là giới thiệu lại với anh em nè, đây là một chung hãng của thằng này ha, nó đều là của công ty Kinetica ha, Tool Manufacturer. Thì đây kéo cắt ton đều được làm nó mài thủ công hết. Này thì khi mà cắt là nó sẽ cái mép ton nó sẽ đi vào đây, nó không có uốn vào tay mình đó, cứ thế mà cắt thôi ha. Kéo xịn của Nhật Bản, cái hiệu này nó có một cái kéo rất là xịn luôn, tức là nó sẽ thay thế lưỡi được, nhưng cái lưỡi nó là hợp kim, lưỡi nó là lưỡi hợp kim. Thì một cái cây nó rất là mắc, 4 triệu, khoảng 300 mấy 4 triệu dòng cây á. Thì kéo đó là kéo 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 dữ rồi, kéo đó dành cho gọi là chuyên dụng hơn này. Chiều dài của cái kéo này thì là 250 mm, thì nó cắt ở đây là được, nó để đây là 0.5 ly, nhôm là 1 ly ha, như là tấm thép nè, sheet iron tấm ton rồi đó là 0.5 ly, 960 ngàn. MT001 MT001 960 ngàn, giá chưa có phí vận chuyển nha. Thì ở đây mình sẵn giới thiệu làm kiểng thì mình sẽ giới thiệu thêm cái sản phẩm cưa mới về. Đây. Anh em nào mà thích đi ra ngoại đi rừng thì sắm một cây này nó đã lắm, nhìn nó ngầu không, giống như một hiệp sĩ nó chứ. Những anh em ở trên gãy cà phê ha, anh em biết cà phê rồi đó. Rồi những cái nói chung là ở trên vùng phía vùng Tây Nguyên rồi mình thấy rất là nhiều, trồng rất là nhiều cà phê và những cây ăn trái khác, thì anh em có thể mua cái cây này về cắt nhánh bao xài ha. Mua cây cái tớp nó giá, những cái hàng mà Đài Loan thì giá nó khoảng đâu 200-300 ngàn gì đó không biết, nhưng mà sẽ bao bảo đảm với anh em cái này hơn hẳn rất nhiều. Anh em đầu tư một cây này là xài sướng hơn cái cây kia nhiều, thời gian cắt nó nhanh ha. Em nghĩ đi, cứ kéo thí dụ một kéo kéo đây mà thì một cây 1 phút nó nhảy nó gãy một cây đi, thì cái kia nó chỉ là nó tới mấy phút rồi ha. Và độ bén nó giữ được rất là lâu nè. Cái này là loại thân cong, thân cong nó sẽ mắc hơn thân thẳng ha. Thẳng cong là bởi vì nó sẽ ôm cái thân cây thì lúc nào nó cũng tròn mà, nó sẽ ôm thân cây
nó cắt nhiều hơn, cái tức là cái diện tích để mà nó cắt sẽ nhiều hơn. Đây, Made in Japan, Suki. Dòng này là dòng Zubat, tức là nó sẽ có gom boy, big boy, này là Zubat, cán cầm rất là đã luôn. Nè, vỏ nè, anh em thấy là cái chỗ này nó làm bằng nhôm nha, ốp nhôm hết vậy, rất đẹp luôn. Rồi cái bao bì bên ngoài, cái vỏ bên ngoài thôi cũng cũng xứng đáng nữa. Thì bên đây nó sẽ có cái để chúng ta treo vô, đeo vô trong thắt lưng nè. Khi mà anh em xài thì chỉ cần kéo này ra thôi nè, thấy không? Đó, gắn này vô lại. Đó, cái này là đeo, đeo bên hông. Dắt vô. Thấy chưa? Cái này giá của nó là 1.250.000. 1.250.000. Mã đặt hàng của nó là SI001 ha. 1.250.000 cho cái sản phẩm này. Hàng chính hãng của Suki Gomboy. Ở đây thì đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em bốn cái loại cỡ cưa mình đã có của Suki: 210 mm, 240 mm, 270 và 360 mm. Đó. Cưa gấp nha anh em, cái này là cưa gấp nha. Thì hôm trước mình có cán cán đỏ, hôm nay mình có cán đen thì nó rẻ hơn cán đỏ 30 ngàn thôi. Đó, chắc là thêm 30 ngàn nữa nhuộm màu quá. Đây, đây cán màu đen hết anh em, cán đen thì cái chỗ này là nó bằng nhôm, thì cái cán nó càng bự lên thì nó sẽ nặng đi, nó nặng cho nên là hãng nó sẽ làm bằng nhôm. Đây là hợp kim nhôm chứ không phải là bằng nhôm, bằng nhôm máy nha. Hợp kim nhôm nó sẽ cứng hơn nhưng mà nó nhẹ, đó nó nhẹ bớt đi. Và lưỡi này là lưỡi 360, nếu mà kéo thẳng ra này hết là nó khoảng 7 tấc ha, hơn 7 tấc. Giá của cây này là 1.050.000, mã đặt hàng của nó là SI002, 1.050.000 ha, hàng chuẩn xịn, made in Japan nha. Đây, ở trên thân này nó cũng đóng nữa nè. Còn cái này là 270 mm, đây 270 ha, 270 thì nó sẽ không có cái hộp giống như này mà nó có để trong cái này thế này. Đó. Anh em thích cái size nào đó thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin ngay trang cái mã hàng là bên mình sẽ ship tới nơi và thu tiền luôn ha, không cần phải lăn tăn. Đây, Silky Made in Japan, chiều dài 270 mm. Thì đây là cái dòng mà bên mình bán là dòng nội địa, nội địa nó sẽ khác cái thằng xuất khẩu, là cái chỗ này nó sẽ là xuất khẩu thì cái này nó là tiếng Anh nè, còn này là nó tiếng Nhật ha, khác. 270, 270 thì cây này giá của nó là 870 ngàn, 870 nha. Mã đặt hàng của nó là SI003, 870 ngàn, chiều dài 270, mở ra là 5 tấc rưỡi á. Còn cái này 240 thì mình đã giới thiệu rồi, cái này là miễn miễn công ha. Nói chung là còn con cây cuối cùng của cây 240 nè. Còn cây 210 á là mình mới về, cái mới về hôm nay luôn đó. Hôm qua chứ, mới về hôm qua đó. Bán rất là được. Mua rồi là riêng riêng ha. Cây này đẹp hết sức. Cán màu vàng. Lưỡi công luôn ha, của Gomboy. Made in Japan. Cái này giá của nó là 820 ngàn. SI 2907. SI 2907 giá là 800 820. Giá chưa có ship nha, chưa ship. Cái này thì nó có cái hộp nhựa. Còn cái này là cây 210 mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Cũng là cưa gấp luôn. Cái này 715 ngàn. Mã đặt hàng của nó là SI 2903, 715. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chưa phí ship. Đó. Thì mình vừa giới thiệu với anh em những cái dụng cụ làm vườn, gồm có là cưa gấp, kéo các cành, kéo các tone. Ngoài ra thì dụng cụ 24 còn có dao đi rừng, dao chặt vườn, chặt cây, chặt nhánh, rìu. Thì những cái sản phẩm đó dụng cụ 24 có post ở trên website, nhưng mà hiện tại là đang hết hàng. Thì anh em có thể bấm là đặt hàng đi, rồi bên mình sẽ khi nào có hàng sẽ liên hệ cho anh em ha. Cảm ơn em đã dành thời gian ra xem video của dụng cụ 24. Chúc anh em một ngày tốt lành. Chào anh em.